cái bếp này à? Cái bếp. Ngày xưa cái phòng này nó là cái kho cái gì không biết nó dơ kia lắm. Bếp là đi sửa. Trước là còn không có bếp. Okay. Bếp là ngày xưa là phía ngoài cái đằng sau này là có cái bếp chứ. Ở ngoài luôn. Sinh với lại còn tắm cho ra ngoài hết. Bếp. Tắm. Ở đây cũng mình để cái lỗ hổng cho thoáng khí. Tắm à. Còn tắm ấy. À đúng rồi, cái lỗ hổng. Nó hổng ra ngoài hết cho nó có cái ánh sáng trên trời. Đây thì tôi sửa nhiều trước là cái nhà vệ sinh ở chỗ này. Vâng, nhà vệ sinh đây này. Vâng, em mới đập cho em ra ngoài. Vâng. Đúng rồi, bác sửa đây đẹp. Dạ, dạ vâng. Dạ. Ôi, còn thang lát lại nữa. Dạ, làm lại nó hơi khe. Dạ. Cũng vẫn như vậy lắm á. Dạ. Cái nhà kho, không có gì. Cái cầu thang này là cũng sửa. Dạ. Sửa đây thôi. Dạ. Còn chỗ này nó hơi thấp. Chỗ này không, chỗ này nó hơi thấp nên là mình phải đặt cho nó hơi cao đi. Cái phòng này của anh chứ. Dạ. Chồng nha. Dạ. Đó, để cho mở đi. Rồi cái này cũng hơi nó chặt thêm. Nó từ tép được. Cái này cái từ khóc ha. Hơi vừa mượn chút xíu. Chỗ phân quần áo. Dạ. Thêm cái căn này là xây mới
chắc anh qua này ha, mười mấy năm qua này. Nhớ hồi trước là leo lên mấy cái mái ngói phải không? Ngày xưa mái ngói mà bây giờ. Dạ, ngày xưa mái ngói bây giờ chỉ leo cái lên mái ngói mấy phá cái bà già. Làm gì phải làm. Đó, qua như xì cào. Dạ, xì cào á. Quê hơn để xây nhiều nhà để thôi. Rồi đã có hai ông bà già và những thằng đi. Đó là ông chồng ở trong biển. Đó là bà ấy sẵn. Hai thay mà chủ ở này cái như thế này. Trên nhà bà Ngọc xưa. Nhà bà Ngọc vẫn vậy á. Và cái nhà đi bảy xây cao nha. Xưa là cái nhà để người khác, người Tây á, dạ. Họ đi về khác họ để cho ông bố cái mấy anh em đó. Dạ, có mấy anh em trai cho ông, hả? Cho ông đó nấu bếp á, đó họ cho cái nhà đó, còn mấy anh em.